Xin chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại để giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn về một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy ạ. Một mẫu Chevrolet Cruze sản xuất 2010. Chiếc xe này mang biển số Hà Nội, hộp số là hộp số sàn. Bên em đang bán với giá là 278 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Chevrolet Cruze thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe nhé. Chiếc xe này có màu vàng cát này, la răng đúc nhiều chấu, cực đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn, đầy đủ luôn. Điều hòa mát, âm thanh hay. Xe thì có lắp cam lùi hỗ trợ đậu xe, cũng như là đây ạ. Em sẽ quay cho chúng ta thấy cái cam lùi đây. Đây, xe có lắp cam lùi này, hỗ trợ đậu xe này. Chevrolet Cruze bản LS. Biển mang biển Hà Nội. Xe thì có màu vàng cát cực kỳ đẹp luôn. Tổng ngoại thất của chiếc xe này thì không có một vết xước nhỏ này, không một vết xước nhỏ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ chất luôn. Một chiếc Cruze cực kỳ chất, sản xuất 2010. Hộp số là hộp số sàn, la răng của nó thì cực đẹp luôn nhé cả nhà nhé, cực đẹp luôn. Vừa rồi thì em có đi tổng quát về ngoại thất của chiếc xe. Thì cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm một chiếc Chevrolet Cruze thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Đây ạ, chúng ta có thể nhìn từ mặt đằng trước này, mặt đằng trước ga lăng này, đó, dập sóng âm hai bên nhé cả nhà nhé, dập sóng âm hai bên, âm hai bên luôn đấy ạ, dập sóng âm hai bên. Thu vào mặt ga lăng đằng trước. Bốn xung quanh viền mặt ca đăng thì được bọc mạ chrome hết rồi. Đèn đấy ạ, đèn thì đó là đèn halogen phản xạ đa chiều này, rồi đèn gầm này, đầy đủ luôn cả nhé, đầy đủ luôn này, đó, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem tiếp, kiểm tra đến lốp láp đây ạ. Lốp của chiếc xe đây, lốp rất là sâu đẹp nhé cả nhà nhé, rãnh của rất là sâu đẹp luôn, đó, rất đẹp luôn. Là răng đúc nhiều chấu, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn. Chống bó cứng đầy đủ luôn cả nhé. Đây ạ, kính này. Kính này là kính zin cả nhé. Đó, kính zin này. Đó, kính là kính zin. Keo chỉ trên chiếc xe này thì miễn bàn luôn. Bao zin luôn cho cả nhà luôn. Đó, keo chỉ bao zin luôn cho cả nhà nhé. Keo chỉ bao zin luôn, cực kỳ chất. Cực kỳ chất luôn. Táp ly táp lô này. Táp ly táp lô thì vô cùng sạch sẽ luôn này. Xe thì gương kính chỉnh điện. Đó, gương kính chỉnh điện. Âm thanh hay. Đây ạ, nội thất của chiếc xe đây ạ. Cả nhà có nhìn thấy không? Nội thất bọc da thông hơi, nguyên bản theo xe, cực đẹp luôn cả nhé, cực đẹp luôn. Rất là chất đẹp luôn đấy ạ. Đó, rất chất đẹp luôn. Táp ly táp lô thì sạch sẽ, xe bao cho cả nhà luôn, không đâm xô tai nạn ngập nước, không taxi dịch vụ gì. Điều hòa đây ạ. Điều hòa mát nhé cả nhà nhé. Đây, cần số đây. Đúng không ạ? Cần số rất là đẹp luôn. Đấy. Phanh tay đẹp, xe đây ạ, trang bị hai túi khí. Trang bị hai túi khí rồi nhé. Một thương hiệu đến từ nhà sản xuất của Mỹ, Chevrolet. Kính chống lóa, tất cả tấm chắn nắng theo xe còn nguyên, nguyên bản luôn. Trần nỉ đẹp, trần bọc nỉ đẹp luôn cả nhé, trần bọc nỉ đẹp luôn. Chiếc xe này, đây ạ, xin kiểm tra đây ạ. Sản xuất 2010, đi được 9 năm rồi. Và chiếc xe này chạy chuẩn 13 vạn. Chạy chuẩn 13 vạn cả nhé. Chạy chuẩn 13 vạn. Đây ạ. Cái này là màn hình để chúng ta có thể hỗ trợ đậu xe cho chúng ta luôn. Hỗ trợ đậu xe. Chỉ với 278 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010, hộp số sàn. Vang biển số Hà Nội, xe cực chất luôn đấy ạ. Keo chỉ này. Đây ạ, đây ạ. Bác chủ đi cực kỳ giữ gìn luôn. Keo chỉ nguyên zin luôn, tất cả những cái gioăng cao su này. Còn nguyên theo xe cả nhé. Còn nguyên theo xe luôn. Xe rất là chất luôn, đó, cực kỳ chất đẹp luôn đấy ạ. Đó, cực kỳ chất đẹp luôn. Chỉ có hơn 200 triệu thôi. Hơn 200 triệu thôi. Đây ạ. Kính này, kính zin này. Kính zin này. Kính zin này. Đó, kính zin theo xe cả nhà nhé. Kính zin theo xe. Lốp láp đẹp luôn đấy ạ. Lốp láp đẹp. Đó, là răng đúc đẹp. Đây ạ, viền bọc mạ chrome này. Chạy dọc theo thân xe này, tất cả các chi tiết cả nhà nhìn nhé. Tất cả các chi tiết này. Đó. Rất là khít đẹp luôn nhé. Rất khít đẹp luôn. Đây ạ, kính này, kính zin này. Đấy, kính là kính zin luôn. Đây ạ, đèn đít này.
đèn hậu, đèn báo rẽ, đèn báo lùi này. À, rất là sáng luôn, không hề khác màu nhé, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. À, rất chất luôn cho một chiếc xe, rất là chất luôn. Đây ạ, à, chúng ta có thể xem đây, Taro còn nguyên nhé, lốp rất là dày đẹp luôn, dày đẹp luôn. Gương kính thì còn nguyên, tất cả các kính trên chiếc xe này đều là kính zin cả nhé, đều là kính zin, à, đều là kính zin đẹp luôn. À, táp ly táp lô thì sạch sẽ, cực kỳ sạch sẽ luôn. Xe thì rất là chất luôn cả nhà nhé, nguyên bản luôn, sơn còn tới 90%. Đó, đây bản lề cánh cửa đây ạ, rất dày dặn, rất đẹp luôn. Bản lề cánh cửa chưa hề ra nhé cả nhà nhé, zin đến từng ngón ốc luôn đấy ạ. Đó, không có một nốt vặn nào luôn. Đây, tất cả ốc đinh tán để sản xuất này, còn nguyên luôn này. Đó, keo chỉ. Rồi đây ạ, ghế da đẹp, chất luôn. Đấy, các cột này, cả nhà nhìn không? Các cột còn sạch tinh luôn, sạch tinh luôn cả nhà nhé. Đó, sạch tinh luôn, cực kỳ chất đẹp luôn, cực kỳ chất đẹp luôn. Đây ạ, keo chỉ này, keo chỉ luôn này, keo chỉ luôn, rất chất luôn, chất đến từ con ốc, tất cả ốc đinh tán này, cả nhà nhìn đó, tất cả những ốc đinh tán này của nhà sản xuất còn nguyên. Đây ạ, nội thất thì em đã soi cho cả nhà xem rồi, rất là chất đẹp luôn. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần xem đến gương kính đây, chúng ta kiểm tra gương kính này. Đó, kính zin hết hoàn toàn nhé, kính zin hết hoàn toàn luôn. Đây ạ, lốp lắp đẹp này, lốp lắp cực đẹp luôn, lốp rất sâu dày đẹp. Đây ạ, kính là kính zin này, à, kính zin này. Xe còn đăng kiểm thì còn một năm nữa cả nhé, xe còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2020, còn đăng kiểm rất là dài luôn, đăng kiểm cực kỳ dài luôn. Xe chất đẹp, chất đẹp luôn nhé. Bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần gì ạ, động cơ. Động cơ của chiếc xe này cũng như là chúng ta sẽ xem phần đít xe, kiểm tra. Đây ạ, đít xe đây ạ. Tai đèn zin này, tất cả những ốc đinh tán của nhà sản xuất này. Nắp cốp đít phẳng lừ luôn này. Đó, rất đẹp luôn, rất chất đẹp luôn. Chỉ có 278 triệu chúng ta đã sở hữu chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010, hộp số tự động, biển số thủ đô. Đây ạ, lốp dự phòng chưa hạ luôn cả nhé, lốp dự phòng chưa hạ luôn, bác chủ đi rất là giữ gìn luôn. Kích lắp còn nguyên ở bên trong này nhé, bên trong lốp này. Đấy, bên trong lốp kích lắp bên trong này. Đấy, còn nguyên xi luôn, nguyên đai nguyên kiện luôn. Rất chất, cực kỳ chất cho một chiếc xe 2010. Và bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ xem đến phần động cơ của chiếc xe này. Đây ạ, đây là động cơ của chiếc xe. Xe nhà em thì vừa mới về cả nhé, vừa mới về nên là em chưa vệ sinh. Tí em sẽ cho đi vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta lấy xe thì chỉ việc đổ xăng và di chuyển về thôi. Đây, bác chủ đã độ thêm một giải đèn LED này rồi, trên mí đèn. Buổi tối khi chúng ta bật đèn lên đi rất là sáng đẹp luôn. Đây ạ, ác quy còn xanh lè này, rất chất luôn cả nhé. Đây ạ, tất cả các chi tiết trên xe còn nguyên. Cabo gì? Động cơ 1.6, rất là tiết kiệm nhiên liệu cả nhé. Xe đâu đó nó sẽ chạy vào khoảng tầm cỡ khoảng 6 lít rưỡi trên đến 7 lít trên 100 km, trên 100 km nhé. Đây ạ, tất cả máy móc này cả nhà nhìn này, ốc quẩy màu này, tất cả các chi tiết này rất zin đẹp luôn nhé cả nhà nhé, không có dấu hiệu gì sét hay là vẫn dấu hiệu tháo rỡ gì ở đây đâu ạ, zin đến từng con ốc luôn, cực kỳ chất. Đây ạ, cabo này, nắp cabo này phẳng lừ luôn, tất cả các lỗ này tròn vuông này còn nguyên luôn, tất cả từ những cái gioăng cao su nhỏ nhất cũng còn nguyên cả nhà nhé, rất chất đẹp luôn đó, rất chất đẹp luôn, rất chất đẹp luôn. Chỉ có hơn 200 triệu thôi, chỉ có hơn 200 triệu rồi chúng ta đã sở hữu một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2010 này rồi. Và vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010, cuối năm 2010 cả nhà nhé, cuối năm 2010 luôn ạ. Thì chiếc xe này bên em đang bán với giá là 278 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua một chiếc Chevrolet Cruze thì hãy liên hệ cho em Công theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Cô bác anh chị và các bạn mà đang theo dõi trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Khi chúng ta nút màu đỏ đăng ký rồi thì nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận những video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu những cái mẫu xe mới nhất về salon bên em nhé. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video ạ. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.